Rồi, em xin phép em chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem video của vườn lan Minh Thắng nha anh chị em ha. Thì hôm nay em giới thiệu với anh chị em mình một cái giống đen rua nắng nữa, nó là King Ba. Dòng này em đã từng lên một cái video rồi, nhưng bây giờ em lên thêm một cái video nữa, hàng mới về nha anh chị em ha. Thì đen rua nắng King Ba hiện tại là cũng là một hoa rất là đẹp, và mình là King Ba xưa nha anh chị ha. King Ba xưa để anh chị em mình sưu tầm rồi giữ giống mình chơi ha. Hàng này thì một khoảng tầm một gang tay thôi anh chị, nhưng mà thân rất là nù, lá rất là to ha anh chị ha, bản lá rất là đẹp. Cây này cây tơ nha cả nhà ha. Anh chị em mình chốt thì giúp em là combo 3 chậu là 290.000 nha. 3 chậu là 290.000. Dòng này là dòng cao cấp nha anh chị em ha. Để anh chị em mình sưu tầm giữ giống chơi với hàng này, hình như là Tết năm nay là bông Tết thì sợ là trễ anh chị ha. Tại vì nếu ở vườn em thì kịp, mà về vườn anh chị mình thì nó mất một cái giai đoạn là nó phải phục hồi này kia nọ, ví dụ như nó bị chững lại anh chị, rồi nó phát triển tiếp thì nó hơi lâu. Thì chia sẻ với anh chị em mình luôn. Thì cái nhà mình mua cái thằng này thì em bán là combo nha anh chị em ha. Thì 3 chậu là 290.000, em ship có toàn quốc hết cho anh chị em mình chơi luôn. Thì hàng này anh chị em mình có thể khui hàng trước mặt bưu tá nha anh chị em ha. Hàng gãy hay là thối gì á thì anh chị em mình liên hệ liền trực tiếp với em. Chứ điện thoại em để trên màn hình nha anh chị ha. Mặt hoa cũng chạy trên màn hình luôn. Thì dòng đen rung nắng này rất là xuyên hoa, cho nên anh chị em mình chơi cái dòng này rất là đã nha anh chị ha. Cứ yên tâm. Đó, thì cái sản phẩm em đi là chậu phi 12. Chậu phi 12 nha anh chị ha, là hàng tơ mới trồng, nó khoảng tầm 6 tháng 1 năm. Anh chị em ha, thì dao động. Thì hàng này là anh chị em mình sưu tầm giữ giống để chơi cái dòng này. King Ba này nó rất là đẹp và rất là ít trên thị trường anh chị ha, rất là ít. Đó, cái nhà mình anh chị em mình chưa có mặt hoa này thì anh chị em mình cứ sưu tầm. Thì em chia sẻ nhắc lại là anh ship có toàn quốc anh chị ha, em không bán sỉ dòng này. Và em chỉ giao hàng đến tay anh chị em mình, nhận hàng rồi khui hàng ra ok thì mới lấy anh chị ha. Còn nếu không thì anh chị em mình cứ phản hồi trên số điện thoại của em. Đó, rất là cơ bản anh chị em ha. Đó, thì em đây là một số hình ảnh mà em quay những cái chậu mà cơ bản đó. Thì cơ bản thì nó đều nhau như thế anh chị, nó không có trội hơn mấy đâu, tại vì mình xuống giống một lượt mà. Thì cây nó cũng mập như thế và thân lá cũng ngon lành, và nhiều khi nó nhảy cái mầm á, chủ yếu là cái mầm nó lên cao hay lên thấp một tí xíu thôi. Cây này thì cây đứng ngọn có, cây còn đi ngọn một tí xíu có nha anh chị. Đi ngọn chỉ một tí xíu thôi chứ cả này là nó chuẩn bị đứng luôn rồi. Đó cả nhà ha. Thì cả nhà mình thấy hay thì đăng ký kênh ủng hộ vườn lan Minh Thắng nha anh chị ha. Em xin phép cả nhà em xuống video. Cảm ơn cả nhà.